Ngoài hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng quyết định chất lượng cái hộ ăn A thì còn 18 phân số khác nữa mà khách hàng phải chú ý để mình cân nhắc lựa chọn một căn hộ chất lượng tiêu chuẩn hạng A là sẽ như thế nào nha, xịn xài như thế nào nha, cùng ký tìm hiểu. Có thời bạn chưa biết căn hộ cũng có phân cấp thứ hạng theo thông tư 31/2016 của Bộ Xây dựng ban hành. Việc phân hạng chất lượng căn hộ dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm 20 điều kiện. Điều kiện cuối cùng sẽ không làm anh chị thất vọng. Nhóm tiêu chí về quy hoạch kiến trúc sẽ gồm 7 điều kiện: vị trí, mật độ xây dựng, sàn căn hộ, chiều rộng hành lang, diện tích phòng ngủ trên số căn hộ, số nhà vệ sinh, số căn hộ trên sử dụng trên một thang máy, chỗ đỗ xe. Nhóm thứ hai tiêu chí về hệ thống và thiết bị kỹ thuật, cấp điện, cấp nước có đảm bảo liên tục, có máy phát điện, cấp nước 24/7, đầy đủ tiêu chuẩn ở số dân cư, hệ thống thông tin liên lạc, cáp điện thoại, mạng internet phải được đảm bảo liên tục, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Nhóm thứ ba tiêu chí về dịch vụ hạ tầng xã hội, có trường, trung tâm thương mại, chợ hay không, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, trạm y tế, bệnh viện, trường học các cấp nằm trong bán kính. Nhóm tiêu chí thứ tư về chất lượng quản lý và vận hành, chất lượng trang thiết bị vận hành có được kiểm định thường xuyên hay không, ban quản lý vận hành có đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tổ bảo vệ và hệ thống giám sát có đầy đủ tiêu chuẩn. Fito Uptown đạt 20/20 điều kiện xét căn hộ hạng A. Quan tâm căn hộ Fito Uptown kết nối với Trí nhé. Cảm ơn, bye bye. Thanh hạng không gian sống sang với Fito Uptown, và em là Minh Trí, tìm nhà của Trí nhé. Cảm ơn, bye bye.